thể bạn viết cho em đi. Xuân Hùng chia sẻ bài viết cho em đi anh. Em chào các anh nha. Anh Duy chia sẻ bài viết cho em nhá. Chào mọi người. Cười gì? Anh Duy cười gì? Em chào mọi người nhá. Khiếp gì? Em chào mọi người nha. Em chào mọi người ơi, chia sẻ bài viết của em với ạ. Chế độ tuyển chồng. Sao chả ai xem rồi? Anh Hùng, anh bảo là bán cho em ở dưới Bắc Ninh ý, xong rồi chả thấy anh ý kiến gì cả. Em cứ ủng hộ anh bảo làm đi, nhưng mà chả vào gì cả chứ. Nói đi. Em chào mọi người, chào Hoài, Văn Di. Vẫn muốn nói nhưng mọi người hỏi em cái gì để em nói mới được. Chứ một mình nói chả biết nói gì. Chẳng nhẽ lại liên thiên. Mọi người còn nhớ trang Facebook của nhà em không? Mọi người có ai còn nhớ trang Facebook của nhà em không ạ? Viết ra đây hộ em trang Facebook của nhà em nào. Em đã nói rất là nhiều lần trên các live của em và em thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân của em đấy ạ. Anh bận quá còn được. Em làm gì đã chồng, phát chồng đâu. Nó sợ ế đây này. Bây giờ là live sao để tìm chồng. Anh Hùng ơi, anh bận quá thì anh chia sẻ bài viết cho em đi. Ai hỏi em cái gì đi, xong em trả lời cho. Tại vì ở như này em không biết nói chuyện gì. Đang chia sẻ mỗi người chia sẻ hộ em một trang với, chia sẻ hộ em với. Vâng, em cảm ơn anh Duy, hay qua khúc sen thì vào thăm nhà em nhé. Ờ à, đúng rồi đấy, anh Khánh Trần rất chuẩn. Hôm nay em vừa inbox với anh xong nghề truyền thống này ra khúc sen cao bằng. Em cảm ơn cái comment của anh nhá. Làm gì sát thủ đâu, đây là những cái mà cần thiết nhất để chiều lòng chồng. Muốn chiều lòng chồng phải nấu ăn ngon, muốn nấu ăn ngon thì cần phải có một con răng ngon. Đúng chuẩn là dạng nghe
Trang Facebook của nhà em là nghề truyền thống dệt rau sen Cao Bằng nhá. Anh Khánh Trần trả lời rất đúng, tại vì hôm nay em vừa inbox của anh ấy. Em làm gì đã có người yêu em đã sợ ế đây này, bốn đầu giường bốn con dao, chả ai dám yêu cả. Mọi người có nhìn rõ không hoặc là nghe rõ không? Tại vì em đang sợ là mạng giật. Em sẽ mở cho mọi người nghe một bài hát mà em thích. Bài gì nhỉ? Tí nữa em sẽ trả lời cho người tất cả những câu hỏi về dao hoặc là dao biếu, dao bán, dao dùng thì nhà em đều có đủ cả nhá. Nhà rèn dao sẵn mà anh sắc thì anh có say không hay là sợ? Vâng, em cảm ơn anh Hoàng Văn Di ạ. Anh ơi, chia sẻ hộ em một cái nào. Chào mọi người nhá. Em làm gì cũng như anh mua dao cho em đi, xong rồi em sẽ có thời gian đi tắm dai hơn là có người yêu đấy. Anh chia sẻ cho em để lượt like nó lên lên cao, lượt xem lên cao một tí để em. Anh ơi, muốn bổ đôi được là phải có cây búa của nhà em, hôm nay em gửi ảnh cho anh. Chào mọi người nhé. Mọi người cũng muốn hỏi em gì về dao không? Đây là những cái con dao mà nhà em đã bán chạy nhất trong thời gian bây giờ nhá. Có nghĩa là nó sẽ phổ thông nhất mà nhà nào cũng dùng được ấy. Đóng mặc dù rất thèm đóng, chốt hàng thì dở. Thế thôi ngồi đây nói chuyện với mọi người. Mọi người chia sẻ bài viết của em đi để lượt like nó lên cao cao một tí, xong rồi em sẽ tặng con dao ở giữa này cho một bạn ở một tỉnh, ở một tỉnh mà là nhà em ít tới nhá, nếu có duyên. Chẳng qua em sợ em sẽ không tìm được bạn đấy thôi. Về em không biết làm gì em lại like cho chị Vân. Trang Facebook của nhà em là nghề truyền thống dệt da phúc sen Cao Bằng. Em đang có khách
comment rồi, em ghi ở dưới đấy rồi đấy ạ. Thì mọi người có lên đấy thêm tham khảo, theo dõi trang của em. Nếu mà mọi người cảm thấy chưa tin tưởng thì mọi người cứ theo dõi trang của em, cho đến khi nào mọi người tin tưởng, xem lượt hàng của nhà em ra như thế nào và lượt khách đã phản hồi trên trang em như thế nào nhá. Bây giờ hay chơi đi, hay là chơi đi để tặng dao đi. Tại vì mấy con này em mang ra em để chơi tặng dao đi. Đúng không? Mọi người nghĩ hộ em một trò chơi để em tặng một con dao đẹp nhất ở đây là bầu lọc. Đây là con mà hầu như rất là nhiều khách thích. Dù là khách ở nhà hàng hay là nhà bình thường thì đều rất là thích con dao bầu lọc này. Tại vì nó rất là tiện, nó vừa lọc được mà nó vừa thái được ấy, nó rất là tiện. Nếu mà bây giờ mọi người muốn theo dõi trang nhà em nhá, thì mọi người có thể lên trang nhà em là nghề truyền thống Tên Giao Phúc Sen Cao Bằng này, hoặc là lên website của nhà em là giaophucsenhd.vn nhá. Ví dụ như cái cáp như này, à nó đang bị ngược nhỉ. Giao Phúc Sen nhà em là sẽ có chữ HD nhá. Anh inbox qua cho em nhá, inbox qua cho em nha, xong rồi này. Được chơi không? Chơi hay là chơi đi nhở Quốc Anh Quốc. Bây giờ chị đã là chơi một trò chơi để tặng dao ấy, thì mình chơi trò gì được? Chị đang có mấy con ở ngoài này này. Mọi người hay em chơi một trò chơi nhá, mọi người gợi ý trò chơi cho em đi, chia sẻ đi, chia sẻ để mọi người nhiều người xem, xong mình chơi được chơi, xong em tặng dao luôn, em tặng miễn phí luôn, em chỉ tặng cho mọi người dùng thử dao nhà em thôi. Cái căn bản là mọi người được thử dao nhà em như thế nào chứ không phải quan trọng ở vấn đề là nó kiếm ra được bao nhiêu tiền. Chơi đi, mọi người đều được chơi, mọi người chia sẻ bài viết hộ em đi, mọi người chia sẻ bài viết hộ em đi, xong rồi mình chơi xem nào. Lượt xem cao lên xong mình chơi một trò chơi. Em chỉ đúng một câu hỏi thôi, em nhớ ra câu hỏi rồi, em đã nghĩ được câu hỏi rồi, thì em sẽ tặng cho con bầu lọc này nhá. Em sẽ tặng cho người đấy con bầu lọc này, con này mới toanh luôn đây này, em cho xem này, con này mới toanh luôn, con này em mới lấy ra từ xưởng hôm nọ, em xuống xưởng nó em cầm lên luôn. Người á, người có ai lấy đâu mà tặng, khổ mỗi thế. Người tặng mà lấy cũng tặng luôn. Nhanh đi em. Mọi người chia sẻ bài viết của em trên tầm 50 lượt xem thì em sẽ chơi luôn. Em chẳng mong mỏi nó lên mấy trăm lượt xem, mặc dù like nếu mà nhiều người chia sẻ thì nó càng lên thôi. Chơi xong lại mất cả người thì sao, em có ai lấy người đâu mà mất. Em nói thật, có thể nhiều người đang xem live của em ở đây sẽ không bao giờ để ý đến việc ở trong nhà mình có một con dao hay không. Tại vì lượng khách hàng của em chỉ độ ở độ tuổi là 35 đến 60, thậm chí là 70 tuổi. Chứ ít khi là lượng khách hàng của em là từ 30 tuổi trở xuống. Đấy. Con dao bầu bằng rắn. À vâng, nhà em sẽ liên hệ trực tiếp với anh Trần Hùng nha. Em cảm ơn anh đã để lại số điện thoại trên live của em ạ. Ngày mai nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho anh và gửi cho anh những mẫu dao của nhà em nhé. Em cảm ơn nỗi đau riêng tư. Mọi người cứ chia sẻ và viết cho em đi, xong rồi em sẽ tặng. Còn riêng giá cả với dao nhà em nhé. Riêng giá cả với dao nhà em này, em nói thật, gọi là thật từ trong lòng luôn, chất phát luôn ấy, thì là riêng giá cả dao nhà em không bao giờ cao hơn, là gọi là giá thấp nhất so với lượng bán lẻ trên Facebook hoặc là lượng bán lẻ hàng dao cao cấp rồi á, là có gọi là giá cả của mình là thấp nhất rồi. Còn về chất lượng nhá, chất lượng thì em đảm bảo nó là tốt nhất. Tại vì thứ nhất là từ đầu thép. Vì sao em lại đảm bảo nó là tốt nhất? Tại vì nhà em ship hàng toàn quốc này, giao hàng toàn quốc này. Nếu mà nó không tốt thì bây giờ khách chẳng
phải như thế, nên là về chất lượng thì mọi người cứ tin tưởng. Còn về mẫu mã ấy, nhà em chuyên có một đội ngũ rèn vừa cứng thợ vừa cứng tay nghề, mà lại rất là linh hoạt sôi nổi với cả nhanh nhẹn, nên là có thể biến đổi được nhiều mẫu dao theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ bây giờ khách hàng có thể, bên mình có thể gợi ý, nhưng nếu mà bên khách mà có yêu cầu thì nhà em vẫn làm theo yêu cầu của khách hàng. Tại vì đội ngũ nhân viên nhà em rất, đội ngũ thợ nhà em rất là tốt, tay nghề rất cứng. Chính vì tay nghề cứng như thế thì mới có thể biến tấu được nhiều kiểu mẫu mã ra, mà hầu như là không có một thợ nào có thể gọi là suy nghĩ hoặc làm ra được. Nó có sự chịu khó và sự sáng tạo của người thợ nữa. Ở trên trước mặt em đây đang là một con dao chọc thái và một con thái bản rộng và một con bầu lọc nữa. Mọi người ơi, ở trước mặt em đang là một con dao bầu lọc này, một con dao thái này, bản rộng và một con chọc thái bản lọc này. Vâng, đúng rồi, em muốn nói đến vấn đề là dao em nhái càng mài càng sắc. Trong thời gian vừa qua thì em tin tưởng là tất cả các huyện ở trong tất cả các tỉnh thành đã có mặt dao Phúc Sen với nhãn hiệu HD của nhà em. Và em muốn nói nhiều người chia sẻ là đấy, tại sao mang về tôi dùng rất là sắc nhưng mà một thời gian sau là nó không được sắc nữa. Thì em muốn nói là dao nhà em càng mài càng sắc, vì là nó là thép nguyên miếng, từ nguyên miếng mà nhà em đập ra thành một con dao như thế, nên là mài khi nào dùng mòn hết dao thôi có thể dùng được. Từ ông cụ bây giờ vẫn dùng con dao đấy là chuyện quá bình thường luôn đấy. Chất lượng nhà em thì khỏi bàn, bởi vì em dám thẳng thì em bảo làm từ đầu vào của nguyên liệu thì nó đã là chuẩn rồi, vì em không muốn nhập đoạn rẻ tiền hoặc là không có chất lượng, bởi vì làm như thế thì em sẽ rất là mất công trong cái khoản làm. Em phải tư vấn khách, em phải nhận hàng trả lại, em phải sửa, em phải đổi cho khách, cái khoản đấy em còn phải tốn nhiều hơn. Thế tại sao em không từ đầu em bỏ ra một khoản lớn để em đầu tư vào phần nguyên liệu của nó để nó tốt, chứ em không muốn là phải sửa chữa đâu. Em muốn làm thì là từ đầu sửa chữa em thấy mệt lắm, nên là mọi người cứ yên tâm nhá. Ái riêng hôm nọ bố anh bảo là nhờ mang mấy con dao ở nhà này bị dày quá mang về giãn lại, thì hôm nào bảo cái Hà mang lên nhá. Anh đặt luật đây, nhà em ship code toàn quốc nhá. Nhà em ship code toàn quốc có nghĩa là nhận hàng giả tiền. Anh nhận hàng, anh bỏ ra một chút thời gian anh kiểm tra hàng cho em. Ok không, giống hình không, giống thì anh lấy, không giống thì thôi anh giả lại, là chuyện bình thường nhá, không có vấn đề gì cả. Nhà em ship code toàn quốc luôn mọi người nhá. Trang Facebook của nhà em là nghề truyền thống rèn dao Phúc Sen Cao Bằng. Nếu mà muốn theo dõi, tiếp tục theo dõi thì ấn vào trang nhà em theo dõi. Nhà em có trang, có trên YouTube này mọi người ơi, nhà em có trên YouTube này, rõ YouTube là cũng ra dao Phúc Sen nhà em này, mà ra cái bản mặt em luôn đấy, có YouTube ra này. Mọi người lên đánh trên website ra này, website mình mọi người đánh là dao Phúc Sen HD cho em nhá, thì sẽ ra trang nhà em này. Còn Facebook ấy thì mọi người rõ là nghề truyền thống rèn dao Phúc Sen Cao Bằng thì cũng ra trang nhà em luôn nhá. Tất cả những trang đấy đều mang số điện thoại là 0167672270. Thôi em không dạy đi, cắt tay đi. Thế bây giờ thấy gái Phúc Sen rồi thế nào Lan Cát? Có muốn quen hay là không muốn quen? Kim Xuyến ơi, chị hỏi con nào ạ? Ở trước mặt em có con bầu lọc và con chặt thái và con thái bản rộng ấy ạ. Mọi người cứ ấn vào trang Facebook của nhà em nhé. Trang Facebook của em là nghề truyền thống dây dao Phúc Sen Cao Bằng này. Còn ai muốn đặt dao hay là muốn tư vấn về dao ấy thì là mọi người để comment, để comment số điện thoại hoặc là inbox số điện thoại qua cho em, thì là em sẽ gửi cho mọi người nhé. Quên, biết thì lấy, em sẽ lấy em sẽ hy sinh một cái cáp để em test dao cái độ sắc của nó cho mọi người xem nhá. Tại vì em đang không có một cái gì ở đây cả. Đây nhá, đây là một con thái này, rất là mỏng nhá, rất là mỏng. Đây là bầu lọc thái này, nó rất là mỏng. Mà tay con gái thì nó gọi là tương đối yếu thôi, nó không được chắc chắn cho lắm. Thì nếu mà cắt thì nó vẫn rất là bình thường. Đây là cái cáp nhà em nhá. Không hề mẻ, không hề gọi là
Con này màu sắc lắm. Em bị cắt tay mấy lần rồi, em sợ. Còn con chặt thái thì mọi người có thể chặt gà vịt là ok rồi. Mọi người chia sẻ bài viết cho em đi. Xong rồi để tí nữa em sẽ tặng con đầu lọc này cho một khách. Mọi người cứ comment tên này, số điện thoại này, địa chỉ này, xong tỉnh thì em sẽ gửi cho. Em chào anh Hoàng Dương nhá. Mọi người cứ chia sẻ bài viết cho em đi, xong rồi để mọi người cùng biết thêm về Giao Phúc xem. Em bán như này, thực ra thì em chả vì lợi nhuận là mấy. Cái căn bản là mình quảng cáo giá trị truyền thống của dân tộc quê hương mình thôi. Đấy, mọi người cứ rõ nhá. Đấy, cái trang Facebook của nhà em thì ở phía dưới rồi đấy ạ. Nghề truyền thống tại Giao Phúc Sen Cao Bằng. Còn website là Giao Phúc Sen HD. Đấy, còn độ sắc và chất lượng thì chẳng phải bàn rồi. Nhà, nếu mà mọi người muốn xem sao nhà em test như thế nào ấy thì mọi người lên cái trang Facebook của nhà em đi. Trên đấy có rất là nhiều video test dao này, test dao này, mẫu mã dao này, giá cả niêm yết này, có lại là nó đầy đủ trên đấy hết. Mọi người cứ lên đấy đặt hộ em này, lên xem hộ em này, lên xem hộ em này. Xưởng em ở phía sau Phúc Sen anh ơi. Xưởng nhà em có đăng ký giấy phép kinh doanh đàng hoàng nhá. Giấy phép đăng ký kinh doanh và thương hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu riêng của nhà em. Dạ không ạ. Xưởng nhà em ở trong làng, có lại làng trong thì rất là nhiều xưởng, còn ở ngoài thì nó rất là nhiều, tại vì đấy là một nghề truyền thống mà nên nhà nào cũng có thể làm được. Còn về chất lượng ấy, chất lượng ấy thì chưa chắc nó đã giống nhau, đấy là chắc chắn. Còn về tay nghề làm ra con dao thì nó càng không giống nhau, đúng không? Đoàn thu bị inbox nhá, inbox qua cho mình nhá. Bạn cứ inbox qua cho mình. Đó này là mọi người muốn cho cái mẫu đặc biệt thì nhà em cũng có, dao đi rừng cũng có, dao mèo cũng có. Tóm lại là những cái mẫu đặc biệt thì cũng có, nhưng mọi người cứ inbox qua cho em. Còn chủ yếu là nhà em có dao chặt, dao thái này, dao phục vụ cho nhà bếp này, dao phục vụ cho đời sống sinh hoạt sản xuất, nông cụ này, dao quăm, dao quắm, dao mèo đi rừng này thì nhà em đều làm cả nhá. Khai cứ mua dao cho em đi, chia sẻ lại với hộ em với nha anh Hoàng Minh Thái ơi. Bạn inbox cho mình nha, Nga Đô La. Inbox, các bạn cứ inbox qua cho mình. Những mẫu nhập đặc biệt thì nhà mình cần phải xem xét, còn những mẫu bình thường như là trước mặt mình đây thì là rất là phổ biến rồi, mình có thể gửi hàng cho ngay được. Còn những mẫu đặc biệt thì nhà mình phải thiết kế và làm cho các bạn nhá. Có anh ạ. Ở trước mặt em đây đang là một con bầu lọc thái, nãy em vừa thử cho mọi người rồi ạ, rất là sắc đúng không? Đời bố inbox nha bạn ơi, bạn cứ inbox qua cho mình. Những cái bạn nào mà hỏi mẫu đặc biệt thì cứ inbox qua cho mình nhá, inbox qua cho mình. Bạn đời, bạn bố đời, đời bố, bạn inbox qua cho mình nhá. Tất cả các bạn inbox qua cho mình. Còn bạn nào muốn đặt ra một mẫu tư vấn thì cứ để số điện thoại cho mình, thì ngày mai bên mình sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp. Anh Dược lại trêu rồi. Các bạn cứ inbox qua cho mình nhá. Đấy, trang Facebook của mình là nghề truyền thống tại Giao Phúc Sen này đã có khách ghi cho mình rồi đấy ạ. Bạn, các bạn có muốn xem mình test thử một con dao chặt thái nhá, xem độ sắc của nó có sắc không nhá. Nãy là mình cắt con bầu lọc, thì bây giờ mình cắt con chặt thái. Độ nặng của nó là 0,5kg. Đây là chặt thái là rộng nhá, có nghĩa là chặt gà vịt ok này, thái cũng ok này. Ừ, chào bạn Tuấn nhá, bạn inbox qua cho mình nhá. Tất cả các bạn có vấn đề gì thì các bạn inbox qua cho mình này. Ủa, còn sắc hơn con kia nữa.
Đây này các bạn ơi, rất là sắc luôn. Đây là tay mình rất là nhẹ nhàng rồi nhá, không mạnh một tí nào, rất là nhẹ nhàng nhá. Còn việc mà các bạn xem nào là dao cạo lông chân, xong rồi dao chặt gạch, đấy những chuyện rất bình thường nhá, quá bình thường luôn. Riêng cạo lông chân, lông tay thì dao nào nó cũng cạo được, bởi vì cái lưỡi em vừa rèn xong rất là sắc. Đấy, hầu như là như thế, riêng dao nhà mình bảo đảm dao nào cũng cạo được hết. Cạo lông mày, lông mi, lông cạo được. Nên là những cái video mà là cạo được lông chân, lông tay thì mình thấy quá bình thường, nhiều người quảng cáo dao như thế ạ. Thì mình thấy nó bình thường, cạo tốt. Mọi người mà muốn đặt dao ấy thì mọi người cứ để lại số điện thoại cho em này, đến ngày mai là bên em sẽ gọi điện tư vấn cho. Bạn cứ inbox qua cho mình nhá, kết thúc live này thì mình sẽ inbox qua cho bạn. Bạn Tuấn nhá, cứ inbox qua cho mình. Tất cả những bạn đặt những cái mẫu dao đặc biệt, hoặc là tìu đi rừng, hoặc là tất cả những con dao mèo đi rừng, thì các bạn cứ inbox qua cho mình. Mình sẽ gửi mẫu mã cho các bạn xem, hoặc là các bạn có thể thiết kế cho mình để bên thợ mình làm lại được chuyện bình thường. Bầu thái này, có bạn nào thích con bầu thái này không? Đây là con bầu thái này, rất là sắc. Mình bị con này cứa tay một lần vào hôm 26 Tết, nhớ mãi không quên luôn. Có nghĩa là đi nửa cái ngón tay ở ngay bên xe luôn. Các anh lái xe là cứ thế thối thích, nào băng, nào gạt, nào đủ thứ quận lại vào cái Tết vừa rồi là khó ăn thịt gà. Vì là con dao chặt thái thì các bạn có thể chặt được gà, chặt vịt. Có thể là mình đã rồi, nhiều bạn còn trẻ thì ít khi nghĩ đến một con dao ở trong nhà bếp á. Còn hầu như khách nào mà trứng tuổi một tí rồi ấy, thì là họ sẽ để ý hơn đến dao. Mà nhiều khách nhá, mình thích nhất những cái khách như này này. Khách ở chung cư đấy, khách ở chung cư này, khách đặt hàng vào cơ quan, khách đặt hàng ra chợ, khách đặt hàng đến chỗ đông người, thì là bắt đầu mở ra một cái, mở hàng ra một cái và sẽ nhận được gọi điện phản hồi luôn. Hôm nọ mình có một khách ở Lạng Sơn, mình gửi hàng đi cho thì bác ấy mang lên cơ quan luôn. Và bác ấy cũng lớn tuổi rồi, bác ấy mang lên cơ quan và mở bảo giao luôn. Thì ôi, tất cả những các bác ở trong cơ quan làm cùng bác ấy thì là xuống lại hỏi là ôi đẹp thế, dao hay thế, thì ở đâu cho tôi mua với. Thế là bác ấy quay ra đặt luôn mấy chục con cho tất cả các bạn trong cơ quan. Còn những cái bác đặt dao mà ở chung cư ấy, cái chung cư người ta rất là to, rất là rộng đấy, chỉ cần một nhà mà người ta ưng là thậm chí là cả cái chung cư đấy, hay là những cái người ở trong cái tầng chung cư đấy là hầu như họ đều cùng nhau đặt về mà dùng luôn. Còn có một bác đặt dao bên Nhật về dùng ấy, có nghĩa là đặt dao về cho vợ rồi, ở trong Sài Gòn, bác ấy ở trong Sài Gòn, bác bảo hôm nọ đặt một con dao ở Thái về cho vợ rồi, ở Nhật về cho vợ rồi, nhưng mà mình cứ luôn quanh tìm kiếm ở đâu xa. Thực ra ở các bạn ở Việt Nam mình cũng có đây mà. Thế bác ấy đặt nguyên một bộ về cho vợ luôn, bác ấy bảo chưa đặt nguyên cả bộ này còn trả bằng một con dao Nhật, nhưng mà mang về dùng vợ ưng hay là ưng. Đấy, có rất là nhiều khách. Bây giờ lượng hàng nhà mình thì hầu như là khách ổn định, có nghĩa là khách đặt lần một và quay lại đặt nhiều. Em chỉ học văn cấp 3 thôi, còn về sau học chuyên nghiệp em không một ngày nào em học văn cả, và cũng không một ngày nào em học kinh tế cả. Oh.
mọi người có cắt cổ người có đứt không? Cao thủ anh cũng mua một con về thử đi thì biết mà. Anh mua một con về thử xong anh làm video test cho em thôi, anh gửi lại cho em nhé. Shop sẽ cảm ơn và hợp tác rất nhiều. Rồi Tuấn hay mình sẽ inbox lại cho bạn nhé. Chào tất cả các bạn nhé. Các bạn mà có nhu cầu đặt dao ấy thì các bạn cứ để lại số điện thoại cho mình này. Xong rồi ở trước mặt đây là ba con. Một con là con chặt thái, một con là con bầu lọc và một con là con thái bản rộng. Con thái thì nó rất cứ lên trang nhà em xem nhá. Trang nhà em là nghề truyền thống đèn dao Phúc Sen Cao Bằng này. Xong rồi trên YouTube là cũng có video của nhà em rất là nhiều. Còn ở trên website thì cũng có. Giá con chặt thái nhà em niêm yết là 100. Con chặt thái là 170.000 cá sắt. Còn cán gỗ thì mọi người chỉ thêm cho em. Anh ơi, gửi về Quảng Bình thì là độ tầm, nếu mà vào Quảng Bình thì nó tầm độ 3 ngày thôi anh ạ. Nếu mà gửi về đến Cà Mau thì nó sẽ mất khoảng 4 ngày rưỡi. Thì là về Quảng Bình thì nó chỉ tầm 3 ngày thôi là anh đã nhận được hàng rồi. Có anh nhận hàng anh kiểm tra hàng cho em một chút. Xong rồi ok thì anh nhận hàng cho em, không thì anh gửi lại là chuyện này. Anh gửi lại đương nhiên bình thường. Phía Bắc này chỉ mất 2 ngày thôi. Con này ạ, con này là con vừa chặt vừa thái nhá. Đây là con dao vừa chặt vừa thái này. Có nghĩa là nó vừa thái được, nó vừa chặt được những cái nhẹ như là chặt gà, chặt vịt thì chặt ok hết. Thì con này nhà em bán chỉ có 170.000 cán sắt thôi. Còn nếu mà muốn cán gỗ như này này thì khách chỉ việc thêm cho em 15.000 để
để em vào cái gắn gỗ này cho khách thôi nhá. Anh em bỏ bình nó chở miền trong ạ. À, à miền Trung đúng không? Bình Quảng Trị đúng không? Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An này. Em có một em nhà em có, nhà em có đại lý ở Lâm Đồng, nhà em có đại lý ở Đà Nẵng. Đấy, em biết là Cà Mau xa nhà anh rồi, thì em đang tính là nếu mà đến Cà Mau thì 4 ngày rưỡi, thì đến Quảng Bình thì tầm 3 ngày thôi, nếu mà vào miền Trung ấy. Đấy, anh chị Phương ơi, anh chị Phương ơi, đây là con chặt thái nhá. Có nghĩa là nếu mà anh cùng trong gia đình thì em nghĩ là khuyên anh là chỉ dùng con này là được rồi, không cần phải con gọi là con nặng hơn nữa ấy, thì em nghĩ là không cần đâu, chỉ cần dùng con 0,5 này vừa chặt vừa thái là ok rồi. Anh ơi, con này là nặng 0,5 kg nhá, có là nặng 5 lạng ấy ạ. Thì là vừa chặt vừa thái được. Còn nhà em khách ở trong miền trong ấy ạ, khách ở trong Sài Gòn này, đúng, khách ở trong miền trong là bao giờ cũng dùng dao nặng hơn khách ở ngoài miền Bắc. Có nghĩa là khách ở trong miền trong có khách còn đặt con dao nặng cần 2 cân 2. Em bảo trời ơi, nặng 2 cân 2 thì chặt gì nữa. Ông ấy, nhưng mà hầu như là ở bên trong, mạng bên trong là sẽ đặt dao nặng hơn mạng bên ngoài rất là nhiều. Nếu mà anh làm nhà hàng thì là anh dùng con tầm 0,7. Còn nếu mà anh muốn nặng hơn 0,9 hoặc 1,2 thì tùy vào là anh chặt cái gì thôi. Còn nếu mà nhà hàng mà cũng chỉ chặt gà vịt thôi thì dùng con 0,5 là được rồi. Em khuyên chân thành luôn. Còn đấy là phụ thuộc vào anh là anh thích con nào thế thôi. Em không ép anh là con này con kia đâu. Tuy là con này, ví dụ nhân nếu mà là con 0,5 thì nhà em bán 170.000, con 0,7 là 190.000, con 0,9 là 201. Đấy, thì anh cứ tham khảo cho em nhá, anh chị Phương nhá. Hoặc là anh lên trang nhà em, trang nhà em có nhiều mẫu mã dao, nó đặc biệt, nó dành cho nhà hàng lắm anh ạ. Thì anh cứ lên đấy xem, nó nhiều kiểu dao thiết kế theo kiểu Tàu này, Thái này, kiểu Trung Quốc này. Đấy, các anh cứ lên trang đấy xem, có dao chặt 1,2. Anh ấy dao chặt 1,2 kg thì là, như con 0,9 là 201, thì con 0,1 kg nó 206 nhá. 1,2 kg là 206. Anh thích đang anh Khanh Trần, anh thích con này đúng không? Anh thích con lọc này đúng không? Thì anh cứ inbox qua cho em số điện thoại và địa chỉ nhà em code cho anh nhá. À, anh cứ inbox qua cho em, đây là con dao nhọn nên là anh cứ inbox địa chỉ qua cho em để em nghiên cứu nhá. Còn anh chị Phương ơi, nếu mà anh thích con dao chặt 1,2 kg thì nhà em sẽ làm con 1,2 kg cho anh. Anh cứ inbox qua cho em số điện thoại và địa chỉ đi, xong rồi em tiện thể đấy thì em cũng có thể gửi cho anh nhiều mẫu mã khác, nó hay hơn, nó đa dạng hơn, nó phù hợp với nhà hàng hơn. Đấy, mẫu mã nó biến đổi nó khác hơn. Cho anh cứ inbox qua cho em nhá. Con nào mẫu ở đó không? Bạn cho mình xem hàng nha. Anh ơi, anh cứ inbox qua cho em thì em gửi ảnh cho anh. Còn nếu mà em nói với anh nhá, nếu mà nó là con 1,2 kg ấy thì nó cũng y như thế này thôi, chẳng qua độ dày của nó sẽ là dày hơn và độ nặng của nó sẽ là nặng hơn. Đấy, thì em tăng độ nặng cho anh để anh chặt nào là đùi bò, đùi dê, đùi lợn đấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, chỉ em chỉ tăng độ nặng lên thôi, chứ mẫu mã nó vẫn y như thế này nếu mà là con dao bản bình thường. Còn nếu mà con dao bản thay thì nữa em sẽ inbox qua cho anh. Bây giờ anh cứ inbox qua cho em trước đi. Em chém gió. Anh muốn hỏi vấn đề gì là thật hay giả thì anh cứ hỏi em nhá, để em trả lời luôn. Em hàng ở đây của em chả có cái gì là giả cả, tất cả mọi thứ nó đều là thật. Còn ấy, nếu mà em cũng chả việc gì em phải chứng minh là nó là thật cả. Khách hàng em đã dùng từ trước đến giờ thì nó là thật thì nó là thật rồi. Còn em không có một câu chém gió nào hết. Chất lượng nhà em thì em đảm bảo, bởi vì em nhà em bán hàng online. Chỉ cần một con dao không tốt thôi là cả thế giới nó biết, chứ không phải là offline là mang về nhà là chỉ có nhà đấy biết đâu. Đấy,
Còn nhà em bán hàng online là chỉ có một con dao không tốt là cả thế giới nó biết rồi, cả cộng đồng Facebook nó biết rồi, nó khó là khó ở chỗ đấy, nên nhà em chả bao giờ bán deal cả. Con dao đó là nhỏ nhất chứ em. Đây là mẫu, nếu mà nhỏ nhất thì anh muốn đặt thì nhà em vẫn là nhỏ nhất, nhưng đây là mẫu trung bình nhất, là mẫu trung bình nhất rồi đấy ạ, là mẫu trung bình nhất rồi. Thì là dùng con như này theo em nó vừa rồi, nó không cần mình, nó nhỏ nữa thì nó đã thuộc hệ dao tỉa rồi, còn nếu mà nhỏ nữa và nó dài thì đã thuộc vào phi lê rồi. Còn đây là con này là nó kiểu bầu thái ấy anh, kiểu nó là bầu thái, nó sẽ là như thế, thái tốt mà nó tiện, nhà hàng hay là ở nhà ấy, tóm lại là nó đều tiện hết. Còn nếu mà ở trong gia đình ấy thì chỉ cần dùng đến con 0,5 để chặt rồi chặt vừa thái là ok rồi. Có ai muốn hỏi gì nữa không? Em muốn nói lại một lần nữa này, nếu mà mọi người mà đã sử dụng dao nhà em trong thời gian qua rồi ấy thì là mọi người cảm thấy nó không được sắc như trước nữa thì mọi người cứ mang ra mài cho em. Mài đến khi nào mà con dao nó không còn một tí nào hết thì chắc lúc đấy chắc phải mấy trăm năm nữa. Đấy, thì cứ mài như thế thì nó mới sắc được, chứ không phải tự nhiên mang về dùng một thời gian sau nó vẫn sắc là không được. Là mình phải mài, mình vừa dùng mình vừa mài, chỉ cần quệt qua 2-3 cái là nó sắc rồi. Từ cái ngày em lớn lên đến bây giờ em chưa được dùng con dao mới nào bao giờ, toàn dùng dao cũ. Anh đọc bước inbox qua cho em nhá, inbox nhá. Anh Khoa Hà, anh hỏi con nào ạ? Nhà em hoàn toàn làm bằng thép ô tô nhá, làm bằng nhíp à, bằng nhíp thép, thép nhíp ô tô nhá. Anh ơi, đây là con dao bầu nhá, anh Nguyễn Phan ơi. Đây là con dao bầu nhà em. Đây là con dao bầu nhà em này. Đây là con bầu lọc nhá. Đây là con bầu lọc này. Đây là con bầu lọc. Rất là sắc. Con bầu lọc này nhà em chỉ bán với giá là 145.000 thôi. 145.000 thôi nhá. Mọi người cứ inbox cho em này, hoặc là để số điện thoại thì ngày mai nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho. Con to này là con, anh Khoa ơi, con to này là con vừa chặt vừa thái nhá. Con này nặng 0,5 kg. Con này nặng 0,5 kg thì là chặt được gà, vịt ok, và còn vừa thái được nữa. Còn nếu mà anh muốn chặt ở hạng nặng hơn là xương ống, xương đùi, thủ lợi ấy, thì là sẽ có con nặng hơn, sẽ có con nặng tầm 0,9-0,7 kg, nó độ nặng của nó tăng lên để anh có thể chặt, sức của con dao nó có thể đủ để nó chặt được những cái con, những cái đấy mà nó không mẻ ấy. Con dao giữa này là con bầu lòng nhá, con dao giữa này là con bầu lọc, con bầu lọc này giá 145.000 thôi. Còn con vừa chặt vừa thái nhà em bán 170.000 càng sắt. Còn nếu mà cán gỗ ấy, thì mọi người chỉ cần thêm cho em 15.000 thôi là có một cái cán gỗ nghiến ngon lành cành đào cầm rất là chắc tay để dùng rồi. Một bộ là bao nhiêu chứ? Một bộ là sẽ có một con chặt, một con thái và một con chặt thái nhá. Nếu mà bộ dao gia đình sẽ có một con chặt, một con thái và một con chặt thái. Đấy. Anh hỏi con nào ạ? Nếu mà là con một vừa chặt vừa thái nhá. Vâng, nhà em bao, em nhà em gửi hàng toàn quốc, bao hàng toàn quốc. Vâng, tất cả mọi người có vấn đề gì cứ inbox cho em, inbox cho em để em sẽ trả lời trực tiếp từng người nhá. Nhà em gửi hàng toàn quốc và có trang Facebook đàng hoàng, nên là khi mà gửi hàng đến ý, mọi người cứ kiểm tra hàng cho em, cảm thấy hàng ok thì mọi người lấy, không ok thì mọi người gửi lại bưu điện trả lại nhà em bình thường mà. Nó không có vấn đề gì cả, vấn đề là anh được thấy dao của em và anh được thử dao của em nữa. Em trong Đắk Lắk
em có một đại lý ở Lâm Đồng cơ. Nhà em có một đại lý ở Lâm Đồng, ở Di Linh Lâm Đồng ấy anh. Ở trong này em thấy bán chạy lắm, nhưng mà em thấy ở trong đấy là các bác là dùng dao là hơi nặng, nặng hơn ngoài bác của em rất là nhiều. Anh Thảo cứ để lại số điện thoại cho em nhá, hoặc là inbox. Anh inbox số điện thoại qua cho em về, thì ngày mai nhà em sẽ gọi điện trao đổi trực tiếp với anh. Và tính sơ sơ một bộ cho anh là một con thái, nếu mà là cắn sắt thì nó sẽ là 150.000 một con cắn sắt, còn nếu mà cắn gỗ thì anh thêm 15.000. bây giờ em cứ tính cắn gỗ cho anh nhá, con thái cho 165.000 cộng với một con chặt 0,7 là 190.000 cộng với 15.000 8 nữa sẽ là 205.000 này, và một con chặt thái là 185.000 nữa, thì một bộ của anh chỉ có 555.000 thôi, và nhà em sẽ bao ship cho anh hoàn toàn. Anh Hạ Văn Hoàng, anh cứ để lại số điện thoại cho em hoặc anh inbox cho em nhá, thì là ngày mai em sẽ gọi điện, bên em sẽ gọi điện lại cho anh. Dao chặt xương ống anh ước Nguyễn Văn, nên nếu mà dao chặt xương ống ấy thì anh dùng con độ 0,9 kg cho em là ok rồi nhá. Đấy, anh cứ inbox qua cho em hoặc là anh cứ để lại số điện thoại cho em nhá, thì là ngày mai bên em sẽ gọi điện cho anh tư vấn. Anh Đạt có ấy, thì một bộ dao gia đình của anh thì là chỉ có 555.000 thôi. Quốc, nếu ở mạng phía Bắc thì sẽ vào tầm 2 ngày sẽ nhận được, còn mạng phía Trung tầm 3 ngày, còn mạng trong miền Nam thì sẽ 4 ngày đến 1 ngày rưỡi nhá. Đó là nhà mình ship quốc toàn quốc thì ở đâu nhà mình cũng gửi được hết ấy. Các bạn mà có những cái mẫu dao mà đặc biệt thì là inbox qua cho mình thì là mình sẽ thiết kế và cho thợ làm những cái mẫu dao đặc biệt như thế nhá. Em chào mọi người nhá. Gửi qua bưu điện. Vâng, nhà em gửi qua bưu điện anh ạ. Nhà em gửi qua bưu điện nhá, anh Hạo Văn. Nhà em gửi qua bưu điện này, hàng đến tay anh thì anh bớt chút thời gian kiểm tra xem một chút, xem hàng có giống hình không. Đấy, anh cảm thấy ok thì anh nhận hàng hộ em, còn anh không cảm thấy ok thì thôi anh trả lại. Anh mua một con thái, một con chặt thịt gà. Vâng, ok. Anh Hạo, anh cứ anh inbox số điện thoại qua cho em một cái nhá. Anh inbox số điện thoại và địa chỉ qua cho em một cái, thì là mình làm việc với nhau sẽ dễ dàng hơn, và em nhà em sẽ lên đơn cho anh được sớm hơn thì anh sẽ nhận ra được sớm hơn ạ. Ngoại trừ vâng, một con dao thái và một con chặt thịt gà. Anh ơi, anh lấy cán gỗ hết nhá, cầm cho nó chắc tay nhá. Mình lấy cán gỗ thì mình cầm nó chắc tay hơn. Em ở Cao Bằng nhá anh ơi. Còn anh ở trong đấy nhá, anh ở trong Đắk Lắk thì nếu mà em gửi vào thì nó sẽ rơi vào tầm 4 ngày đấy anh ạ. Em mới gửi vào mất tầm 4 ngày thì anh mới nhận được hàng. Tại vì hàng nhà em không, hàng giao thì nó thuộc hàng vũ khí rồi nên em không thể gửi được chuyển phát nhanh, em chỉ gửi được chuyển phát chậm thôi. Anh Hảo, anh cứ inbox số điện thoại cho em nhá. Để em tính cho anh nào. Một con thái là 165.000 cán gỗ nhá anh nhá, cán gỗ như con này này, cộng với cả anh lấy một con chặt một con thái và một con chặt thịt gà đúng không, một con chặt thịt gà thì là 185.000. Của anh chỉ có 350.000 thôi anh ơi.
của anh chỉ có 350.000 thôi nhá. Đấy, chỉ có 350.000 là anh đang có hai con dao để anh dùng rồi. Anh inbox số điện thoại cho em nhá. Vâng, ok anh Hảo. Cảm ơn anh. Trước mặt em đây là một con chặt thái và một con bầu. Con bầu lọc này thì lọc thịt gà, thịt vịt này, lọc thịt bò này, thịt dê, thịt lợn, tất cả mọi thứ đều rất là ok. Đặc biệt là nếu mà khách mà muốn đặt hàng theo yêu cầu ấy ạ, thì cứ inbox mẫu mã qua cho em thì nhà em sẽ đặt hàng, sẽ nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng nhá. Vâng, em xin chào anh Thành. Dạo này vẫn ổn chứ anh nhở? Em thấy anh đắt hàng lắm. Anh Võ Thành là hơi bị có duyên đấy nhá. Hàng bán cứ chạy đều đều. Em chào mọi người. Có bạn nào muốn hỏi gì nữa không ạ? Đấy, trang Facebook của nhà em đã ở dưới rồi nhá. Trang Facebook của nhà em là nghề truyền thống rèn da Phúc Sen Cao Bằng. YouTube nhà em cũng có nhá. YouTube nhà em cũng có. Lên YouTube thì mọi người sẽ thấy những cái video của em ở trên YouTube đấy ạ. Còn trang Facebook của nhà em là nghề truyền thống rèn da Phúc Sen Cao Bằng. Đây, đây là trang website của nhà em nhá. Da Phúc Sen HD và cũng là phông của website nhà em luôn. Một bộ bao nhiêu tiền? Anh Nguyễn Văn Phương ơi, thì một bộ nhà em thì nếu mà một bộ đúng bộ của nó sẽ là một con thái, một con chặt thái và một con chặt. Đấy, một con thái nhà em nếu mà cán sắt thì nhà em chỉ bán 150.000 một con thôi. Đấy, còn một con chặt thái thì chỉ có 170.000 một con thôi. Và một con chặt thì nếu mà anh sử dụng cho gia đình thì em khuyên anh chỉ dùng, nên đến dùng đến chặt 0.7 thì nó là 190.000 một con 0.7. Đấy, một con chặt thái thì 170.000. Nếu mà anh muốn sử dụng cán gỗ ấy, thì thêm cho em một con 15.000 thì nhà em sẽ sử dụng cán gỗ cho anh thật là em chắc tay như này. Chào mọi người nha. Mọi người có vấn đề gì cứ inbox qua cho em, tí nữa em sẽ trả lời inbox từng người nhá. Ở trên tay em, trước mặt em đây là một con chặt thái này. Một con chặt thái này hầu như gia đình nào cũng nên có một con chặt thái ở trong nhà, để vừa chặt được những cái hạt xương hạt nhẹ như là gà vịt, thì mình chắc chắn là mình phải chặt gà vịt rồi. Đấy, cá, chặt cá thì khỏi phải bàn. Còn con lọc này thì con bầu này chỉ là vừa lọc vừa thái được, nó rất là tiện. Mọi người công mình cho em đi. Các anh chị công mình cho em đi, xong rồi có vấn đề gì thì mọi người cứ hỏi em nhé. Còn trang Facebook của nhà em là nghề truyền thống rèn dao Phúc Sen Cao Bằng. Còn có vấn đề gì khác nữa thì mọi người cứ inbox trực tiếp qua cho em. Mọi người cứ inbox qua cho em đi ạ. Anh bên lò mổ thì anh thì là theo em ấy, thì nếu mà anh đã có rồi mà anh muốn đổi thì em nghĩ là anh nên dùng con chặt tầm độ
0,9 trở lên đến 1,2 cái này là ok rồi. Tầm 0,9 1,2 ai sử dụng con lọc cũng là quá ok. Mình không cần phải là quá nặng. Thì tất cả như là từ 0,9kg là nhà em đã chặt được đùi bò. Và đặc biệt một điều nhé, xương chó rất là cứng. Ngày trước em nghĩ là ôi xương chó nó bé thế thì chắc là nó không phải lắm. Nhưng mà thực ra thì xương chó nó lại là một trong những địch thủ của những con dao ác liệt. Thì là tầm con 0,9 là có thể chặt được xương bọ, xương chó rồi nhá. Mà chặt được xương chó thì mọi người hiểu là chặt xương bò hay là xương trâu thì nó cũng có bình thường. Chỉ có những con nặng thì mình chặt được hết. Đấy, có anh, có một anh bạn anh chưa gửi số điện thoại qua cho em. Anh Nguyễn Hương ơi, anh muốn đặt con nào nhiều ạ? Wow, anh ơi, giá cả nó đi đôi với chất lượng. Anh ơi, nhớ là như thế. Mà so với mặt bằng bán hàng chung của nhà em ở đây ấy, thì là nhà em đã là gọi là bán tương đối thấp hơn so với họ rồi. Còn chất lượng nhà em ấy thì không cần phải bàn. Bởi vì anh lên trên trang của nhà em xem được theo dõi lượt like, lượt tương tác của những bài viết nhà em nó như thế nào, rồi lượng khách hàng của em ra sao, phản hồi của khách như thế nào, thì anh sẽ thấy được cái giá cả và chất lượng của con dao nhà em. Đó là ngành giá cả nó đi đôi với chất lượng. Không có cái gì rẻ mà tốt cả. Có nghĩa là nguồn đầu vào của tôi mà tôi nhập thép loại rẻ thì ok, thì là hàng tôi bán ra sẽ được rẻ. Nhưng mà một khi em đã nhập đầu vào nó đắt rồi ấy, với cả công thợ em làm, ví dụ là con này thợ khác thì họ chỉ mài, họ đập thì họ chỉ mất tầm 1 tiếng được một con, thì thợ nhà em nó phải mất đến 1 tiếng rưỡi, gần 2 tiếng mới được một con. Đấy, thì nó là giá cả nó đi đôi với chất lượng cả. Nhà anh yên tâm về chất lượng nhà em. Anh Hạo anh chưa nhắn tin qua cho em này. Em đã nhận được inbox của tất cả những cái bạn đã inbox cho em nhá. Em sẽ trả lời các bạn lần lượt nhá. Hoặc là mọi người muốn đặt hàng thì mọi người để số điện thoại, thì ngày mai nhà em sẽ gửi gọi điện tư vấn cho nhá. Bạn Cú Mẫn, bạn hỏi con nào ạ? Ở trước mặt mình đang có một con lọc thái và một con sập thái. Nếu mà con chặt thái, chặt gà, vịt giống ấy thì nhà con bầu lọc này nhà em chỉ bán 140.000 một con thôi nhá. Con chặt thái là 170.000 cán sắt. Còn nếu mà cán gỗ ấy, thì là thêm cho em 15.000 thôi, thì là sẽ có một con cán gỗ sắt tay như thế này nhá, cung bắn nhá. Chào Hoàng Quốc Hoàng, tư vấn khách xong rồi à anh? Anh mà tư vấn khách xong rồi em kết thúc live rồi, đang lùi. Chặt ạ, à? Em có chặt 0,7, 0,9 và 1,2 phụ thuộc vào độ nặng của nó thì số tiền nó sẽ khác nhau anh nhá. Nếu mà anh dùng để chặt xương lợn thôi thì anh chỉ dùng tầm 0,7 là được rồi. Còn nếu mà anh chặt bò, dê, chó thì anh dùng độ con 0,9 đến 0,9 đến 1,2 nhá. Nếu mà là con 0,7 thì nhà em chỉ bán với giá niêm yết trên trang ấy là 170.000 một con thôi. À, 190.000 một con thôi. Còn con 1,2 là con 0,9 ấy thì sẽ là 201 một con.
của anh và inbox của mọi người rồi nhé. Anh còn muốn câu hỏi nào để nói nữa không? Nếu mà không thì em kết thúc đây nhá. Ở trong 20 người này em sẽ kết thúc live nhá. Em sẽ kết thúc live và em sẽ tặng cho mọi người một comment bộ lọc với câu hỏi của em như thế này. Mọi người có nghe rõ không? Nếu mà rõ thì là em bắt đầu đọc câu hỏi này. Căn bản là em tặng cho mọi người luôn thôi chứ chơi trò chơi cái gì. Nếu mà mọi người nghe rõ thì mọi người like hộ em để em tặng mọi người một con dao sau khi em trả lời được câu hỏi nhà em nào. Mọi người cứ ấn nút cái xem có nghe tiếng em nói không. Rồi là xem có chơi không để em đọc câu hỏi luôn nào. Tại vì cũng muộn rồi, 10:30 rồi. 10:30 rồi em muốn làm việc khác nữa. Các anh đang theo dõi like của em ơi. Vâng, em là gái Bắc anh ạ. Gái dân tộc luôn. Chỉ có gái Bắc thì mới có dao phúc sen thôi. Em bán dao nhá anh ơi. Trong Facebook của nhà em là nghề truyền thống sen dao phúc sen Cao Bằng nhá. Mà khách của em đã ghi ở dưới đấy ạ. Nghề truyền thống sen dao phúc sen Cao Bằng. Dao nguy hiểm nhưng nhà nào cũng cần phải có. Đấy là thứ tất yếu rồi. Em chào mọi người nhá. Có lẽ em sẽ kết thúc live tại đây. Rất là muốn tặng dao cho một bác nhưng mà chả thấy bác này có ý kiến gì cả. Xa thì có mới có dao dân tộc chứ anh. Một con. Dạ nhà em, anh hỏi các nạo à. Nhà em có trước mặt của em đây là một con bầu lọc và một con chặt thái. Chặt thái gà vịt thì nhà em chỉ bán 170.000 một con cám sắt thôi. Còn nếu mà muốn cán gỗ như này thì chỉ thêm cho em mỗi người 15.000 thì nhà em sẽ cho thợ vào cán gỗ để mọi người cầm chắc tay hơn. Inbox cho mình nhá. Inbox cho em nhé. Anh ước Nguyễn Văn ơi. Anh có inbox qua cho em sao em gửi cho anh bây giờ. Tại vì em đang inbox cho nhiều anh nên là vẫn chưa thấy nick của anh. Anh gửi inbox qua cho em. Em sẽ kết thúc live tại đây nhé, tại vì mạng của em nó hơi bị giật giật. Còn anh ước Nguyễn, anh Nguyễn Văn ước ấy, thì anh inbox qua cho em nhá. Hạnh phúc ảo ơi, nhà mình ship code toàn quốc hết nhá. Nhà mình ship code toàn quốc hết, nên là bạn yên tâm trong cái kho ship của nhà mình nhá.